lấy cái nữa để be nó xuống, lấy cái tấm ván nữa, lấy cái que nữa. Ngửa lên nào. Nó không chạy ngược cả. Nó không cắn được cái lan tre cắn thì nếu mà để lâu dài thì cắn về mình cho ăn mình lấy cái bao tải á, người thịt luôn rồi sáng nay thịt luôn thì mình luôn nó vào bên ngoài thôi được phòng vậy bên ngoài chắc ăn là thế thì cho ăn có cái bao tải to phải bé luôn cả. Đây là con nhím một yến để cho anh em ăn ra xuân ra Tết 2019. Nhím. Đây là con nhím của một yến. Anh em là muốn mua nhím để liên hoan, mỗi một con tầm một yến, nó là 20 cân các bạn bắt khoảng 2 con, hoặc tùy các bạn bắt bao nhiêu cân các bạn cứ báo. Đấy, nhím này nhím nuôi nó rất là hiền. Đấy. Đây là mình sáng nay mình chuyển xuống Mỹ Đình cho bạn cho bao tải rồi. Từ từ tí anh bảo đi nào đi, cái chị đi. Cứ buộc chắc cái này vào đã. Dựng ngược lên. Cố để cái này được luôn. Để bảo kịch cái ấy. Kịch thì lấy cái kia cho vào. Dựng ngược lên. Sắc thừa vào đây rồi. Đấy. Túm buộc chặt lích luôn.
Bỏ hết ra, quăng vào bên, không cần phải gì đâu. Không có cái tải ở trong rồi nữa. Lấy cái tải nữa. Đấy chắc. Báo cáo với các bác hôm nay là ở Hà Nội nhé. Hà Nội đuôi 2934 thì chuẩn bị nhận hàng. Và ở Từ Sơn Bắc Ninh 552 và đuôi 418 ở Mỹ Đình. Em chuyên nghiệp chuyển hàng chuyên nghiệp không cắt hết rồi, nó không ở dưới có hết rồi gì nhỉ, nó nhận ở ngoài dây đường ở Mỹ Đình nhá. Đây em gửi tin nhắn này, số nó chị điện trước cho em không nhận cái này riêng nhá, anh chị làm cho em cầm cái này giả thường, cái này nhận 2,6 nhá. Đấy, rồi. Chim lên đường.